chức năng của Big Note. Big Note là một cây viết highlight. Big Note là một cây cọ vẽ. Big Note là một cây viết bi thông thường. Độ dày của nét vẽ có 4 độ dày khác nhau. Big Note có thể tẩy xóa từng nét vẽ hoặc tẩy hết toàn bộ cùng một lúc. Big Note tô màu hình vẽ. Có thể chọn bất kỳ màu sắc khác nhau và tô lên hình. Big Note thay đổi màu nền của bảng. Có thể thay đổi bất kỳ màu sắc của nền bảng hoặc bất kỳ màu của nét vẽ. Big Note có thể mở bất kỳ file nào trong máy tính. Đây là chức năng phóng to và thu nhỏ của Big Note. Có thể phóng to từng phần, hoặc thu nhỏ, hoặc trở về kích thước ban đầu. Big Note có thể save thành hình ảnh. File hình ảnh sẽ tự động lưu vào máy. Chức năng ghi hình thành video clip. Big Note có thể ghi hình với dung lượng tối đa 250MB/1 giờ. Và tự động lưu vào máy tính. Can show voice also can record together. Big Note có thể lưu hình ảnh và âm thanh cùng một lúc. Chức năng bảng phụ để giải thích bất kỳ một vấn đề nào đó. Thì Big Note có thể tạo ra một bảng phụ. Thank you.
BigNote có thể thực hiện trên màn hình điện thoại di động sau khi điện thoại đã được kết nối vào laptop và kết nối với BigNote. Nhằm hỗ trợ cho người dùng, đặc biệt là các giảng viên, thầy cô giáo, những người thường xuyên phải thuyết trình giảng dạy trên máy chiếu. Có thể phóng to hoặc thu nhỏ màn hình điện thoại và thao tác trên màn hình điện thoại.